Ở từ từ. Rồi gắn tên rồi. Chết rồi, quên không gắn tên rồi. Quên không gắn tên rồi. Bắt đầu Gắn tên sau. Rồi anh bắt đầu phát trực tiếp rồi. Xin chào tất cả mọi người. Ui, nhiều người xem thế nhỉ. Lâu lắm rồi mới phát trực tiếp trên trang cá nhân. Hôm nay Hà Nội rất là vắng vẻ, rất là khoảnh hiu, ngoài đường xe cộ đi lại không thấy mấy. Xin chào Trang Trần, chào Trần Hiếu, chào Trần Nguyễn nha, chào Hồng Gấm nè. Hà Nội hôm nay rất là vắng vẻ, quạnh hiu và cà rốt đi đâu rồi, cà rốt nào, chưa được bóc quà đâu, cà rốt ơi, đến đây, rốt, làm trò gì hả, đến đây ngồi, nào, đến đây, ngồi xuống, tí nữa màn bóc quà sau, không cắn, nó cất vừa thôi, ngồi xuống. Rồi hôm nay mình sẽ giao lưu với mọi người gọi là vài tiết mục âm nhạc cho đỡ buồn. Hôm nay mọi người Hà Nội hầu như về quê hết rồi. Rất là vắng. Khách từ sáng giờ không có mấy mọi người ạ. Đây là bộ mặt thằng cà rốt nè. Chào Kim Thảo nha. Chúc anh và gia đình khỏe béo năm mới sức khỏe. Cảm ơn em rất là nhiều. Sang nhà anh chơi ba mai mình rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh hay nhớ em liền đâu. Vậy thì hãy qua nhà anh chơi, mình trò chuyện đôi khi. Biết đâu sau này mình về với nhau. Ơ cắn gì thế kia? Đại dương mênh mông ơi, ơi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em? Và cơn gió hay buồn trên trời, trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai sau thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ? Hát hay quá, ok, có người xin giới thiệu mọi người mà ca sĩ đang hát chính là Caramel, Cameramen này. Sau đây sẽ gửi với mọi người vài ca khúc. Cô cải đang ngồi lắng nghe âm nhạc, cảm thụ thằng lắc các kia không cắn. Ô Kim Chi tự nhiên mang cái này làm gì? Rồi nhả ra, nhả ra. Tí nữa. Tự nhiên mang giỏ làm gì biết? Thương lắm
tình ta vừa đôi. Hoan hô ca sĩ Cà Rốt. Ca sĩ Cà Rốt nãy giờ hát rất là hay. Cà Rốt. Thôi nào, Cà Rốt nó cất. Đứng ra đi, ra ngoài. Ra ngoài ra rồi. Tiếp tục đi. Mọi người có muốn nghe hát tiếp không hay là... Được rồi, nãy giờ Cà Rốt hát là hay. Cái chi đấy, cái chi đâu? Cà Rốt đấy, cái chi, đến đây à? Cụ cải là ngồi nghe ca nhạc rất là... rất là tập trung. Đến đây, cái chi đây nào? Ôi, nãy giờ sao không đọc được comment của mọi người nhỉ? Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại đang là 122 người xem, lâu lắm rồi mới livestream trên Facebook cá nhân này. Ơ, Kichi cứ mang giỏ đây làm gì? Tí nó bắt quà sau. Nhà ra nào. Cứ đòi Kichi là chuyên gia dạo này, là chuyên gia còn thích bắt quà. Cà Rốt ra ngoài. Đi ra ngoài. Kim Chi nhảy ra nào. Thôi bây giờ tiếp tục văn nghệ khả năng đến đây là kết thúc. Nào, chính ra nào. Còn muốn hát bài gì không? Có ai muốn nghe ca nhạc tiếp theo không nhỉ? Nào đến đây nào, của cái Crot đang chứ gì bắt quà rồi. Xin chào 120 người đang xem. Đến đây, ok. Thế này, Kim Chi đây à. Thôi bây giờ sẽ tiếp tục bóc quà cho mọi người nhé. Đây hôm nay là mình có một món quà từ America. Lại từ Mỹ gửi về đây. Ơ chưa được bóc. Thằng này nó nghiện bóc quà hơn cả củ cải luôn. Cà Rốt này. Kim Chi, ra ngoài đấy. Tránh ra nào. Tránh ra, Cà Rốt tránh ra nào. Đây thùng quà từ Mỹ gửi về mọi người ạ. Lại được quà, mấy hôm nay được hay được quà từ nước ngoài gửi về lắm. Cà Rốt. Nào tránh ra. Ngồi xuống. Cà Rốt ngồi xuống, Kim Chi ngồi. Cái ngồi xuống, ngồi. Rốt, ớt thôi này. Rồi ngồi xuống nào, ngồi yên đấy. Hư lắm rồi. Kim Chi, ngồi. Kim Chi ngồi xuống. Ớt thật, Cà Rốt này, bảo không được à. Đây là món quà của chị Gia Đinh ở Mỹ gửi về. Cà Rốt nó cất quá. Xin chào mọi người nha, chào Nguyễn Hoàng Huỳnh nè, chào Dung Bùi, chào Quỳnh Như, Dương Ngọc Ánh nè, chào Thuận Ngọc, chào Trang Trang. Xem thằng Cà Rốt đã điên cuồng như này. Nó nghiện bóc quà hơn cả củ cải Kim Chi luôn. Thôi rồi, bóc thế thôi. Bóc tượng trưng thế thôi. Để đấy. Thôi bây giờ mình sẽ bóc tủ quà nha mọi người nhé. Thôi đó thôi. Thế nào. Ngồi xuống nào. Rốt nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Món quà được bọc rất là kỹ. Ngồi đây nào. Ngồi xuống. Mà thôi nào. Chiều khóa này hư à. Ngồi. Cụ cái ngồi. Cái ngồi xuống. Cứ chi ngồi. Ngồi đây nào. Món quà được bọc rất là kỹ mọi người. Ngồi đây nào.
chia quá à? Kim chi đâu đây? Đấy, cứ nhắc cái chìa quả đấy. Thôi rồi, nhả ra, Kim chi nhả ra. Rồi, ai cũng phần, ok. Ui dồi. Ngồi xuống, Kim chi ngồi xuống. Nào, ngồi xuống nào. Ngồi yên nào, hư này. Ngồi yên. Kim chi ngồi. Tí nữa chìa quả nhá, Kim chi ngồi. Chi ngồi, nó nghe không? Tay đâu, ngồi dậy nào. Ngồi, bắt tay. Rồi, giỏi. Tay, rồi ngồi yên, giải bắt tay. Rồi, thôi yên nào. Đây là không biết mình chăn hay là áo đây. Ngồi xuống. Đây, mình không biết là đây là chăn hay là áo. Để mình sẽ thử cởi một cái ra. Thôi nào, một cái chứ nha. Ơ thằng này, chưa gì đâu, lấy đồ chơi đâu rồi. Đấy, cho mày đồ chơi đấy. Nào Kim Chi nào. Cả khôi á. Thôi nào. Người con mày quá. Đây không biết là đây là cái áo hay là cái chăn hay là cái khăn mặt hay là cái khăn, khả năng là cái khăn. Rốt ơi. Mình cũng chưa biết đây là cái gì. Hình là cái chăn đúng không mọi người? Cái chăn. Đây là ba cái chăn, chắc là ba cái chăn nhỏ cho củ cải, kim chi và cà rốt. Đây là ba cái chăn nhỏ mọi người ạ. Thôi thôi. Úi giời ơi, đã cắn hết cái túi này rồi. Thôi. Hư lắm rồi, ngồi. Ngồi xuống, lại ngồi, Kim Chi. Ngồi xuống nào. Nói nghe không. Ngồi xuống. Đấy, đồ chơi nó nuôi ra đấy rồi. Đây là túi xương đồ ăn. Nó đã cắn hết rồi, rồi tí cho ăn. Bình tĩnh nào. Kim Chi ngồi xuống. Phải ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Ngồi yên. Đây là những cái dây thừng đồ chơi mọi người. Đây là túi đồ ăn rất là to. Túi xương đấy bọn nó rất là thích. Còn đây là đây ngồi. Cốt. Ngồi xuống. Đây là gì? Đây là ô. Đây là kẹo sữa, đây là sô cô la có hình có các chữ ở đây, nhưng cái này thì là củ cải, kim chi và cà rốt sẽ không ăn được cái đồ này, thì sẽ là của mình và caramel. Hãy chính ăn nào. Đây cũng là kẹo rồi. Đây là kẹo rồi này của người cái thôi nào, chính ăn nào. Rất nhiều đồ luôn. Đây là gì đây? Đây là chiếc áo. Áo này áo gì đây? Khả năng áo này áo cho người rồi. Cà rốt. Đây, cho mình một miếng lên. Nào, ăn đi. Một cái nào, cắp cắp. Ngồi xuống, cắp cắp. Kim chi, nhảy qua. Kim chi đây, Kim chi. Cái này ngồi đứng dậy. Ôm, vậy nào. Cái nào, hai, ba. Kim chi cào cào. Đây, cho mỗi đồ miếng đi. Đỡ quậy, ăn đi. Đây là cái áo, chắc là áo dành cho người rồi. Nhìn hình đây thì đoán được áo cho người. Đây áo chắc là quà cho mình rồi. Nhưng mà áo này là áo rất là body.
mình nhìn rất là body, mình mặc vào khả năng nhìn trông rất buồn cười. Thôi sẽ làm một pha tấu hài để cho mọi người xem. Thử mặc luôn áo body nhưng mình béo, bụng thì to. Mặc nhìn buồn cười không? Áo lúc mặc rất vừa nhưng mà khả năng nhìn buồn cười. Ngầu không? Giữ nhìn buồn cười không em? Cứ ngồi tự tìm cười. Bảo đẹp hay không đẹp thì nói cho mình biết đi. Đẹp, đẹp. Ok, được. Mặc nhá. Giữ nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, hiện tại cứ tạm thời cởi ra đã. Đây bọn này ba đứa mỗi đứa một khúc xương đang ngồi gặm mải bê gặm đây. Rồi tiếp theo khối quả tiếp theo này. Quả tiếp theo đây là cái gì đây ạ? Còn là Bunny Stick Club. Cái này cái gì đây? Xem quà này quà gì này. Còn rất nhiều quà. Kim Chi à? Kim Chi. Đây cũng là đồ thưởng, đồ ăn cho cún đấy. À, bọc trong này, cái này cũng là xương cho cún. Mấy cái món này là củ cải kim chi rất là thích này. Đồ ăn của Mỹ. Rất là thích luôn. Tiếp theo. Đây cũng là những cái khúc xương như này mà. Mình sờ mình biết. Đây cũng là cái những cái khúc xương như này. Củ cải kim chi và cà rốt đều rất là thích. Không hiểu sao chị phải gọi là một túi để gói một cái nhỉ. Đều là những cái xương như này. Rốt chính ra. Những cái này đều là cái xương như vậy đó. Đều là cái xương như này. Để cho mỗi miếng là cà rốt này. Ăn chưa xong à? Ăn đi nhai đi nhai đi. Củ cải ăn xong rồi. Cải xong chưa? Quá không? Trong những cái túi đỏ này đều là cái xương đấy rồi. Cái này, kẹo này là kẹo phải ăn kẹo của người. Kẹo này kẹo của người rồi. Mình đã béo sớm ăn mấy kẹo này còn lại càng béo nhưng mà thôi lại phải cố. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nào rút, tránh ra. Ơ thôi này. Tí nữa cho anh. Tí ra, tí nào. Đây là gì đấy? Đây không biết dành cho người hay dành cho chó đấy. À đây là em cảnh, có chữ em cảnh đây đâu. Em cảnh đây là của mình người rồi. Cái này chắc là cũng giống kiểu nạc xưởng hay là xúc xích nạc xưởng của người. Cái này ăn ngay hay là gì đấy? Hay là phải chế biến gì không? Rất là to. Còn mình gọi tạm nó là cây xúc xích khổng lồ, nạc xưởng khổng lồ đấy. Đây chị lại gửi thêm đây một cái áo nữa sao? Chị ra gia đình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đây lại một cái áo. Bên trong này một tấm thiệp. Từ từ đã. Chiếc áo này rất đẹp đây. Ừ, này. Hai cái áo. Này phải thử à? Hai cái áo tặng Caramel một cái, nếu mà Caramel mặc được. Năm nay mình được rất nhiều đọc, rất nhiều áo luôn mọi người ạ. Khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Đây nè. Thôi áo này mặc vừa rồi, không được thử. Năm nay được nhiều đọc quá. Đây là một bức thư, một tấm thiệp của chị ấy gửi. Của chị ra gia đình gửi thì mình sẽ bóc gà rồi bóc tấm củ cái ơi bình tĩnh nào không cái ơ này đây đây ăn này đây cái đây nào cái nào ăn nào ngồi giúp ngồi ngồi hai chân 3+3
Rồi. Rồi, tuyệt vời. Hôm nay lại bài vừa làm toán từ ngồi hai chân, đuôi đâu thì đuôi. Đuôi cả đâu? Đứng dậy, cắn đuôi. Đuôi đâu đuôi? Đuôi. Cả đuôi đâu? Đấy. Nào, cái đuôi đâu đuôi? Đuôi cả đâu? Này đang ngồi không ăn. Cái đuôi cả đâu? Đuôi. Nào. Đuôi đâu đuôi đâu? Đuôi. Cả đuôi. Rồi, giỏi lắm. Ngồi xuống. Cà rốt có cái kiều ngắn mãi không hết rồi. Ăn đi rồi cho cái này. Đây, bây giờ mình sẽ bóc cái này ra này. Bóc tấm thiệp này ra của chị Gia Gia Đình này. Đây là một tấm thiệp. Merry Christmas and Happy New Year đến em cùng hai bác và gia đình. Chị Thảo Gia Đình USA này. Chị ấy gửi từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 mà mình nhận được thì nhận được từ hôm qua. Thế là cũng khoảng 2 tuần. Khoảng 2 tuần nhận được. Mến gửi đến em Cảnh cùng gia đình của cải kim chi và cún đáng yêu cà rốt nấc cất. Và món quà mong sẽ enjoy nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Tiện đây chị xin chúc gia đình cũng như gia đình của cải một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Và qua năm 2021 nhiều thành công, mọi sự như ý. Chúc em mua may bán đắt với tiệm củ cải Spa and Pet Shop mới tưng bừng khai trương. Chúc mừng em. Cảm ơn em đã cho chị cùng khán giả những giây phút thư giãn, nụ cười khi thưởng thức những video rất dễ thương của em và gia đình củ cải. Thương các cún lắm. Cái này gì ta? Cái này mình không dịch được. Bảo trọng em nhé. Đúng rồi, bảo trọng em nhé. Cảm ơn chị Gia Đình rất là nhiều. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Mình nói chung là được nhiều người dành cái tình cảm, tình yêu thương dành cho mình cũng như gia đình của cái rất là vui, rất là cảm động luôn. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Nhiều quà quá. Kim chi ăn một mình à? Kim chi à? Hiện đồ ăn đồ chơi của cả Kim chi rất là nhiều luôn. Lúc nãy cũng tự nhiên có một bên họ gọi điện cho mình là gửi được quà từ nhận tí nó sẽ có người gửi gọi là bưu phẩm từ Mỹ về, nhận bưu phẩm từ Mỹ về, từ nước ngoài gửi về. Xong là họ bảo là mình phải trả 721.000 tiền phí. Mình nghĩ đây là lừa đảo nên mình bảo thôi không nhận quà đâu. Có nhiều trường hợp là người bảo là người bên Mỹ gửi đồ về, xong bắt đầu là bảo nhận phải trả tiền thuế, nhưng mà mình nghĩ đấy là lừa đảo lắm. Cái xương này rất nhỏ nhỏ nhưng mà bọn này gặp rất là lâu luôn. Rất là thích. Nào, cô gái này. Ăn xong chưa? Ơ kìa, chi quăng đi đâu đấy? Không ăn nữa thì để đấy cho khỏe ăn chứ quăng đi đâu à? Thôi, tránh ra đây. Cái đứng dậy nào. Không có đốt nước cấp thì ăn mãi không đấy. Đây đồ ăn đồ chơi rất là nhiều. Nào, Kim chi đây. Thôi. Nào, Kim chi. Kim chi thôi nào. Điên nào? Một vẻ tránh ra nào. Nào. Đứng đây nào. Cà rốt ăn mãi chưa xong à? Rốt đang bị yếu. Gặm mãi không xong cái đấy. Củ cải kim chi gặm mấy lần. Kim chi đây nào. Nào thể dục thể thao nào. Nhảy. Kim chi. Nào nhảy vào quả nào. Nhảy qua. Nhảy cơ mà. Kim chi nhảy qua. Úi xồi nhảy kiểu đấy à? Này nào, Kim chi nhảy qua. Phải đứng dậy. Đấy, đứng dậy nào, đứng dậy nào. Kim chi nhảy qua. Nào, Kim chi nào, nhảy qua. Phải đứng yên, Kim chi nhảy qua. Tiếp tục nhảy qua. Đây, Kim chi đây, nhảy qua. Nào, tiếp tục nào, Kim chi. Nhảy qua. Rồi, vòng qua.
Sao cái chi vào? Cái chi? Hôm nay có quà tươi tỉnh không? Nào, vào vào ra. Đây đây. Nào. Cái hôn lắm. Cái chi ôm quả. Ôm quả đây, phải ôm. Đây đây, ôm. Ôm quả nào, ôm. Ôm tiếp, ôm tiếp, ôm. Ôm. Củ cải nào, nói nào. Củ cải, cảm ơn chị Thảo. Thưa rồi, lại nào. Lại nhá, củ cái cám. Thứ tư, củ cái, nhìn bình tĩnh nào. Củ cái cám ơn. Bình tĩnh. Này, nó bị đồ ăn, nó nằm cuồng rồi. Bình tĩnh nào, lại nào. Củ cái cám ơn chị Thảo. Lại thừa rồi, sai rồi. Thêm từ nhiều. Cảm ơn nhiều ạ. Cái nào? 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Giỏi, đẹp trai. Bắt tay ngồi xuống. Bắt tay rồi, bỏ tay kia. Ngồi, ngồi xuống hai chân nào. Ông này ông rất thích ăn cái đồ này. Thế lại nhá. 4 cộng 3 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1. Quá giỏi, quá là trai, quá tay. Là trai. Ăn nào. Từ từ, xem ca. Xuân nọ. Cái gì ạ? Cắp cắp. Cắp cắp. Số to. Số to. To nữa. Số to. Số to. Kim chi 2 cộng 2. Lại là 2 cộng 2. Rồi, 3 cộng 3. Ơ giỏi nhà biết làm toán cơ à? 2 cộng 1 sẽ bằng 4, sai rồi, bắt đấy. Kim Chi thích đồ ăn này lắm, Kim Chi cũng thích. Ông nước cước này ăn mãi không xong à? Thôi đưa anh quay. Được quà từ Mỹ sướng quá. Hát, hát tiếp không anh? Tí nữa à? Mọi người có muốn tiếp tục thưởng thức con ca nhạc không? Các ca khoái Caramel gọi Kim Chi. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào Quỳnh Em là Minh Hoàng, Phương Nguyễn này, Minh Phương, Việt Hà. Ông nước cất này ăn mãi chưa xong cái xương này. Hôm nay mình lại được nhiều quà quá, quần áo các thứ. Đây là chiếc chăn này, chiếc chăn để cho ấm nhỉ, ấm áp nhỉ, Kim Chi nhỉ. Chào Nguyễn Thị Cẩm Linh nha, chào chị Hà Đào Phinh nè. Mọi người đợi chút nhé, tí nữa là sẽ cho để cho Caramel gọi là biểu diễn thêm ca nhạc. Hôm nay đường Hà Nội rất là vắng đấy mọi người ạ. Hôm nay mọi người là về quê ăn Tết dương lịch rồi nên là Hà Nội rất là vắng, nèo tèo phải cái xe máy đi. Hôm nay giờ đông đông hơn sáng rồi. Nói chung là so với Hà Nội đây là gọi là quá vắng rồi. Cải béo ăn sướng, nhiều quà quá.
Chào Dung Ngọc nha. Đình Thị Mai Hoa, anh Nô không biết hát đâu mọi người ạ. À, chính xác luôn, Nô không biết hát. Chỉ để Caramel hát thôi. Caramel tên là Khang, hiện vẫn chưa có người yêu nhé. Ai mà muốn có nhu cầu tìm người yêu nấu ăn ngon, hát hay, chăm chỉ, rất là chăm chỉ, sạch sẽ, gọn gàng, sạch sẽ thì liên hệ với gọi là Facebook Ngô Doãn Khang. Cà rốt ăn hết à? Rốt cuối cùng ăn hết rồi, thôi bỏ cái chân ra cho kim chi đỡ nóng. Đây hôm nay cho ăn chán đi này. Kìa, rốt. Đây nào, cho mỗi đồ miếng này nào. Đến đây nào, đến đây, này, đến đây ngồi. Rồi, em cho gọn gọn vào. Ngồi rồi. Đây, cho mỗi đứa ăn nốt miếng này. Ngồi. Đây, cứ bỏ gọn đây. Kẹo, kẹo đấy là tí nữa anh em mình liên hoan. Có liên hoan à? Ờ, tí liên hoan. Chúc mừng năm mới. Nào, củ cái nào, đến đây ngồi xuống nào. Ngồi. Đây đây, ngồi đây. Củ cái nào, ngồi xuống, ngồi. Cà rốt ngồi. Thầy lắc cất này. Ngồi xuống nào. Ngồi. Cà rốt ngồi. Rốt ngồi. Cà rốt. Nè, ngồi xuống ngồi. Kim chi ăn không chưa? Bắt đầu nhai à? Nãy giờ cà rốt nó cứ nhìn kim chi ăn. Cà rốt ôm. Cái ngồi hai chân. Ngồi hai chân. Rồi. Rốt nào, ôm, ôm củ cải nào. Chụp ảnh nhá. Đây xem mọi người hình ảnh đẹp. Vẫn ngắm nào, rốt nào, ôm. Ôm củ cải nào, giữ yên. Giữ yên đấy. Nhìn cái mặt rất lấc cấc. Cải cười tươi này. Mặt nhìn ngố lắm, cà rốt ạ. Sủa. Sủa. Không, không bảo cải. Cà rốt sủa. Đấy, đến giọng sủa nó cấc. Sủa. Rồi, ngồi xuống. Ngồi. Ngồi. Cái ở cà rốt đâu? Cái ở đây, giữ yên. Cái giữ yên nào? Giữ yên. Giữ yên nào? Giữ yên đấy. Ơ kìa. Nhả ra. Ngồi giữ yên. Nó cất giữ yên nào? Rốt. Ơ. Cái giữ yên nào? Giữ yên đấy. Cái giữ yên đi nha. Cải giữ yên. Giữ yên đấy. Hút thuốc. Hút thuốc đi. Giữ yên. Ăn. Cà rốt bảo bố em hút rất nhiều thuốc. Mẹ em nước mắt lệ nhòa. Đây. Kim chi nhai mãi rồi sẽ xong. Sướng. Nhai phê nhắm mắt lại. Nhắm tít mắt lại phê. Rồi. Xem Khang xem hát bài gì nào. Hát thêm bài nữa rồi tạm biệt mọi người thôi. Nãy giờ livestream khá nhiều rồi. Còn ai lại tiếp tục ca khúc Em ơi sang nhà anh chơi. Sao một bài chứ. Sao em vô tình à? Sao em vô tình không có quán anh mua hàng. À sao em vô tình không quán không qua củ cải phép shop mua hàng. Rồi mình sẽ livestream một lúc nữa rồi sẽ dừng livestream. Ai muốn tiếp tục gọi là qua đây nghe nghe ca hát rồi xem củ cải kim chi chơi thì đến với 45A giảng võ. Hồng Nhung ơi, Hồng Nhung qua 45A giảng võ chơi em nhá. Sao em vô tình anh quá em ơi. Con tim đau lòng. Sao giờ em chưa sang quán anh mua hàng? Đợi chờ ai? Sao chưa qua quán chơi mua hàng? Hôm nay anh gần năm đó em ơi. Sao em đang
Pichi này, còn cái nữa này. Ngồi xuống. Pichi, ngồi. Cặp cặp. Chi, cặp cặp. Ngồi dậy, kiếp chi. Păng păng. Rồi dậy, giỏi lắm, dậy. Dậy, ăn ăn, dậy dậy. Kiếp chi, dậy. Rồi làm lại cái em ơi sao nhà anh chơi đi này. Rồi dừng lại chim. Ngồi dậy. Em ơi sao nhà anh chơi, ba má anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em biến đâu. Vậy thì hãy qua nhà anh chơi, đừng cho chuyện đôi khi. Biết đâu sau này mình kề với nhau để chung một nhà. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Tạm biệt mọi người. Buổi hôm buổi live stream hôm sau thì sẽ là đến lượt nô đàn hát nhé mọi người nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một năm mới gọi là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, gặp nhiều thành công may mắn, nhiều sức khỏe thì luôn dồi dào nha. Tạm biệt tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Caramel. Cười vậy thôi.